Đậu bì đồ bữa nay Kim Mai à. Xin chào hết cả nhà nha. Chúc một ngày cô chú anh chị một ngày được bình an. Hôm nay Kim đi vô bếp Kim nấu nấu có món gì để cho gia đình ăn tối. Dạ. Chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà nha. Trước hết cảm ơn. Giờ mình Kim nấu cái gì thì mình đi quay review cho cả nhà mình xem nha. Dạ. Wow. Kim nấu món gì hơi bị... nấu mì quảng cả nhà. Nấu mì quảng dạ. Hơi bị lạ lạ ha. Mấy món kia món nào mình cũng nấu hết rồi. Bữa nay nấu mì quảng cái lạ lạ. Mì quảng nó... à, Kim làm bổ rau này ở nhà ở ngoài chồng á. Dạ. Ngoài chồng dạ. Là Kim mì quảng thì có gà sống, có gà muống, gà sống, có ăn kèm với gà sống, gà muống, đủ thứ loại rau nữa nào cũng được. Rau này ở nhà mình hái cho em nha. Dạ. Mì quảng thì mình ăn bánh bánh này. Mì quảng bánh tươi hả? Mì quảng tươi dạ. Hay là mình, ở nhà mình ăn loại này cũng được. Dạ, loại này loại khô á, loại khô thì phải trộn. Dạ. Trộn rồi ăn kèm với bánh tráng. Không thiếu bánh tráng, phải có đậu phộng nữa nha cả nhà. Cần bánh tráng để đậu phộng. Dạ, có bên nhà. Còn mình có thịt. Ở đây mình có thịt sắp sẵn rồi. Chứ mình xào lên, mình bỏ vô nước lèo. Đây là thịt với tôm. Mình ướp xong mình sắp sẵn để đó. Mì quảng thường thường có làm gà nữa mà có ai làm gà à, ăn kìa. Dạ. Ăn gà làm gà, cái này mình không có gà mình có ai ăn có sườn ha. Dạ, ăn gà làm gà còn bữa nay mình nấu sườn với tôm với thịt. Dạ. Nấu nước lèo ở sườn ha. Dạ. Nước lèo với tôm với thịt với sườn. Sườn nấu trong ngọt nước. Bên ngán bữa mới gì qua Kim xây nè. Kim xây đồ mái nhà cũng nhà luôn, ở nhà chồng luôn. Rồi nước sôi. Thôi chưa. Mở cái nhà ly đô má. Sắp làm cây quá ta. Làm má nhà chồng luôn. Wow. Đồ chồng không ha. Nhà đồ ok nè. Rồi vậy bây giờ. Qua đây coi. Không mình nước sôi. À. Thịt sườn nấu nước cho nó ngọt. Sườn thì mình nấu nước cho ngọt, mình trụng sơ rồi trụng cho dằn nước cho nó bỏ qua nước dơ rửa cho sôi. Muối với trụng trụng qua nước sôi rồi rửa cho sạch. Xong cho nó dằn nước ngọt ha. Yeah. Mình bỏ vô. Mình ăn sườn luôn. Yeah. Ăn sườn cũng được hả? Được chứ, sườn mà. Yeah. Vừa ngọt nước mà vừa ăn gà thì nấu gà thì giống như nó có nhiều quả có nhiều cách nhiều kiểu để nấu lắm mà nấu kiểu nhà mình yeah. Mỗi người có một kiểu đổ nước giữ lại cái giữ lại cái rồi sườn đặt cái nồi nước đó để cho nó sôi, nó cho nó đưa ra nước ngọt. Bây giờ mình đi làm cái này. Mở lửa thôi. Mở lửa mình xào. Cái chảo không? Dạ. Bây giờ xào thịt với tôm. Xào thịt trước chứ. Dầu. Dầu. Tỏi hành gì không? Dạ, không tỏi chứ. Tỏi không? Hành lá hôm nay cũng được. Ờ, hành tím ha. Mình xào hành tím. Tím phải cho thơm. Bên đây cũng có tỏi. Ok.
mùi gì ăn gì mì quảng này chắc phải bỏ vô bên kia. Bỏ vô cái nồi nước lèo. Chứ bỏ này nó không, thường có cái hũ mà hôm nay không hết hũ. Có cái hũ bỏ vô không ngon. Cái hũ bỏ vô cái cho miếng một nghệ thôi. Yeah. Một nghệ vô đây hả? Cho thì. Đó, cho cái này xem cái. Cái này thường có cái hũ ngon hơn. Cái hũ ấy, những cái hũ cốt á, hũ cốt thì mình nấu ngon. Giờ cái mùi thơm, mùi yeah. của mình quẹt. Dạ, yeah. Còn này thì nó hôm cái nó ít mùi hơn, không có là xài đỡ thôi. Hủ kia thì ngon hơn. Dạ, yeah, không có. Cái hủ kia ra mùi ngon. Còn sao hôm nay lên cho nó vàng cho nó thơm.
cho chín. Ai thích bỏ vô bỏ, còn không bỏ vô thì để hoài ăn mất nước lè lá không được. Cái nào cũng chúng mày vô bếp hả? Sao chân quá hả? Vô bếp cực lắm á. Dạ. Phải biết nấu nữa. Biết nấu còn nhờ. Tôm, rồi mình bỏ tôm vô. Tôm nguyên con luôn đi. Mình xào hơi có chín. Ai làm sẵn mình ăn thấy ngon thật chứ hả? Mình làm ra cũng rất cực quá hả? Lạ đời ha. Ngẫu quá ha. Thích ăn món thích làm hả? Yeah. Nhanh nhanh rồi hả? Dạ. Muối đường được ngọt nước mắm. Dạ, muối đường ngọt mắm. Ăn sơ thôi, chứ mình lên. Đổ vô cái nồi này hả? Không. Để hoài không? Em thích ăn hoài không? Để hoài lại ăn múc vô. Dạ, ăn múc vô dễ hơn. Múc vô to ha. Ai muốn bỏ vô cũng được. Không, không để hoài. Thích để hoài hơn. Để trong đó, vô trong đây nó lạc kìa. Hả? Bỏ vô đó nó lạ không? Thấy màu đẹp chưa? Cái màu đẹp đẹp chứ chín rồi cho nó xăng lại rồi chín chín thật chín chứ thật chín rồi cơ. Sống bắp chuối hả? Ừ, bắp chuối. Rau nhiều, nhiều rau. Mình rau nhiều mà không cần hết chứ. Có càng tốt. Có rau muống. Mình đi lấy cái tô cho thầy coi nè. Ừ, đựng tô hả? Tô, tôm lĩnh. Ngon quá. Giảm cái chi phí. Được à? Hả? Được à? Ừ. Sao mà tôi vừa tính tới à? Sụp tiêu ha. Cần tiêu. Okay, không cần tiêu. À, nghe mùi thơm rồi đó. Thơm à. Có cái gói kia, có gì ăn thơm hả?
này mà nó kêu nó em đi không chị ăn hả? Tiên em đi nó ăn rồi. Biết nó thử rồi. Nó cũng chưa ăn bao giờ không? Này nước này chắc bỏ vô đây là vào này bỏ vô đây luôn. Có được không ta? Được, được. 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 Bỏ vô đây cái gì không đủ màu thì mình... Màu này đủ rồi. Ừ, đủ rồi. Ăn nhiều màu cũng không biết. Màu có đẹp thôi mà. Đẹp thôi chứ. Mình cũng không thích màu đâu. Ăn kiểu hơn. Ăn kiểu ở nhà đi. Nó... Chợ bán màu tha tá lan bình. Ăn ở nhà đi. Tuy không đẹp mà ngon được rồi. Ngủ trong đây. Đó, à, cái nhà thành quả của mình nãy giờ. Thấy chưa? Okay. Chắc có này luộc này nè. Muốn luộc thì luộc. Hay là bữa nào luộc? Bữa nào hết kia luộc. Phở tươi á. Phở tươi là còn bự. Còn bự á, ăn bánh này là mì Quảng cũng ngon. Chút nữa lấy hai cái tô luôn. Ok, đó luôn. Hai cái tô mì Quảng luôn. Ai mua có vô luôn. Hoài luôn. Dặn nước lẹ nữa. Dạ, bỏ ra đó luôn. Lấy hai cái tô bỏ bánh vô làm hai tô. Nhà có hai người mà nấu thôi cả nhà thấy không? Mà cũng nấu một lần cũng cực chứ hả? Cực mình ít nấu cả nhà. Cũng thích nấu nhưng mà cũng không có. Anh không có nào anh lấy tô đó. Gỡ này hơi lâu. Ăn thì nó ngon mà gỡ gỡ hơi lâu á cả nhà. Dạ nêm luôn đây anh. Chính rồi, chính rồi. Lấy cái bịch này ra này hả? Ừ, không bỏ cái gì. Cắt luôn hả? Dạ. Giờ mình ăn này, mai mình lấy cái giờ thích ăn này. Nè, cho mình lấy cái đây. Ờ, lấy gì cho dạ. Để múc vô luôn. Rồi mời cái nhà ăn luôn ha. Ừ. Luôn nha. Yeah, để dạ. Yeah. Để nó ở bên. Rau luôn, ăn luôn. Dạ, ăn luôn cho. Đói rồi. Ăn mì Quảng nó hao nước lèo. Hao ra. Ít nước lèo mà cái hao rau.
Hơi ăn rau nhiều. Bóp hết luôn. Nãy nằm dưới á, thấy giờ mình đổi vô bỏ vô hết. Rồi, bỏ thịt vô luôn. Kim bỏ hay là mình ta, bỏ? Anh bỏ đi, ta đang gỡ này dầu không. Rồi bỏ thịt vô luôn. Ừ, nha, mình đi bỏ thịt vô dưới luôn. Nhìn thấy là hấp dẫn cả nhà. Cả nhà xem video của mình nhớ cho mình cái like, cái subscribe nha cả nhà. Okay. Cho mình động viên cho tụi mình có video mới để tích cực cho mình làm video mới. Yeah. Có mình có một quà cho các bạn xem. Yeah. Động viên tinh thần cả nhà. Mới làm chơi cho vui làm. Thấy buồn buồn cũng làm được thì tốt, không làm thôi. Yeah. Mình nhiều lúc đó, mấy anh chị comment vô cũng vui, cũng thấy vui vui, cũng thấy phấn khởi, có tinh thần để làm tiếp. Còn bữa giờ mình được khen không nha. Yeah, mấy anh chị vô khen nhiều chứ. Mình cũng thấy happy, mình cũng thấy vui vẻ, mình có động lực mình làm tiếp. Có giờ chứ mình có giờ mình có còn nhiều món mình chưa có giờ nấu nữa. Wow, cái món mì quảng của mình đã hoàn thành rồi như này nè. Dạ, nhìn hấp dẫn nè. Đó là nước lèo nó chứ mình ướt. Mình phở tươi. Phở tươi. Dạ. Mình thì thích ăn mình phở tươi. Phở tươi là sống. Thịt tôm đồ bánh tráng. Bánh tráng với lại ăn phộng. Ăn mì quảng có bánh tráng nè. Dạ, ớt nữa. Cho miếng mắm sống nữa. Mắm sống đúng nữa. Là mì quảng nha cả nhà. Mì quảng người không biết vùng nào ăn nữa ta. Quảng Nam, ở ngoài Quảng Nam Đà Nẵng. Đà Nẵng hả? Ừ. Đây là gọi là mì quảng. Quảng là Quảng Nam. Quảng Nam Đà Nẵng. Thấy thích thì mình làm chứ món đặc lâu sản lâu ăn thì nhớ nhớ làm món đặc sản của Quảng Nam Đà Nẵng đó. Không biết Quảng nào rồi. Để làm cả nhà xem cho vui. Chứ mình chia sẻ thôi chứ mình không biết gì mình làm đó nha cả nhà, chứ mình không có chỉ ai hết cả. Mình chia sẻ, mình biết sao mình làm vậy. Không sao, mình biết. Mình chia sẻ. Nấu ăn được mà. Mai thì nấu ăn giỏi hơn mình. Mình thì ít nấu. Mình nấu món nào, giao món đó làm bạn ha. À, mai nấu nhiều món ngon cả nhà. Kiều nấu cũng không thua ai lại. Đó, chẳng hạn như bữa nay được nồi. Mai nấu lẩu dê, lẩu bò. Đủ cái lẩu lên. Nồi bún bò, bún mì quảng. Dễ dễ mình làm được. Cơm tấm bị sườn chả, bữa nào làm cơm tấm bị sườn chả cả nhà xem. Đó, cho mì quảng của mình. Mì quảng thì không cần ăn nóng lắm. Ăn nguội nguội hết hả? Không. Ấm ấm. Ấm ấm chứ ăn nóng đâu ngon hả? Thì nó bị mềm hết mấy cái. Nó chán rồi. Mà hay không phải ăn nóng giống như hủ tiếu hay là ấm ấm. Dạ, nó không có giống như hủ tiếu hay là mấy món kia mình phải cần phải ăn nóng. Món này không cần phải ăn nóng. Video của mình cũng dài rồi ha. Cũng đã hoàn thành hết rồi. Dạ. Còn gì nữa không kêu? À,
hết rồi đó. Vậy xong rồi, chắc xong rồi đó. Okay. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video này của gia đình nhà mình nha. Mà Kim Mai chúc cô chú và anh chị một ngày được bình an. Yeah. Mời cả nhà cùng ăn ăn mì Quảng với gia đình nhà mình. Cho vui. Để nhà mình. Đây. Yeah. Nhà đây. Tôi quán này mình nó thành chỉ là chan nước lèo vô. Chan nước lèo vô là ăn được rồi. Bây giờ mình dọn dẹp xong mình mới ăn. Dạ. Yeah. Dọn dẹp. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Cảm ơn. Hẹn gặp lại video kỳ sau. Nhớ cho mình cái like, cái subscribe nha cả nhà. Bye bye. Bye bye cả nhà. Bye bye.